rồi 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 em tí đi. Dạ dạ em đưa chị Hương lên đầu tiên. Tại nãy em vô cũng hơi trễ, vô thấy chạy ngoài thôi thấy ổ trời sao vắng tanh nè, thấy rồi chắc chị Năm ơi. Dạ tưởng nó chưa ba đánh đúng rồi đó, tưởng nó chưa ba đánh. Trời ơi chị gái này bán đắt quá à, bán hết trơn rồi nè. Ủa chị táo trái bự rồi, táo phân gan, táo này là táo của mình trồng đây. Tốt được, được. Long Xuyên TV xin kính chào cả nhà, chúc cả nhà có một ngày mới bình an và hạnh phúc. Hôm nay mình sẽ dẫn cả nhà tham quan chợ Vĩnh Trạch. Cả nhà xem video nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ cho mình nha. Quá đẹp trai luôn chú ơi. Quay bài này bán ngày bán lời nhiều mấy rồi. Một ngày bán lời nhiều mấy là hả con? Mùa dịch mình bán được không con? Cũng đủ sống ngày sáng lon chịu lon được. Dạ vậy hả? Lon gửi thì hột ha. Là mình bán đây rồi nhà mình đây luôn hả con? Nhà đây là nhà ông già chồng. Dạ. Dạ thì dạ chứ là anh em kia không ạ. Dạ. Rồi thì cảm ơn cô. Dạ. Có ăn gì không chú? Dạ dạ. Đây trả cho. Bao cho. Rồi đây là cái quán trà sữa kiosk ngay dân đầu chợ Vĩnh Trạch của anh trai nè. À. Đây em thấy anh bán có bán bánh tráng luôn nha. Bánh tráng này mình lấy ở đâu anh? Dạ Long Xuyên ha. Thấy ngon quá ha. Dạ. Một keo vậy mình bán nhiêu một hũ? Dạ một hũ 10.000 bà con dễ ăn. Dịch bệnh mình bán được không anh trai? Dạ được anh, tại mình bán số mang về không? Dạ mang về ha. Rồi lúc mà trước dịch thì mình có bắt bàn. Dạ, bắt bàn đây. Bắt bàn đây rồi. Dạ 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 ra ngoài đây ngoài trước luôn. Dạ. Dạ. Không mình thiết kế cái quán không thấy đẹp chứ. Dạ. Là mình bán tối luôn hay sao? Nếu mà chưa dịch á, nếu mà không có dịch á là mình tối bán 10 giờ. Tối tới 10 giờ. Sáng thì cũng 6 bây giờ vậy đó mình ra. 9 giờ mở cửa. À 9 giờ sáng mở cửa, tối 10 giờ ha. Dạ. Yeah. Dịch thì mình bán mang về mà cũng lay gai ha. Dạ đúng rồi. Dạ. Yeah. Là tối mình ở đây luôn hay là chỉ quán thôi. À là tiệm thôi. Giờ về nhà. Rồi. Em chúc anh dồi dào sức khỏe, mua mai bán đắt ha. Rồi cảm ơn anh nhiều. Dạ. Yeah. À, tiệm này không trang trí ngay gan cho giới trẻ mà. Đó. À. Trà sữa kiosk ngay chân đầu chợ Vĩnh Trạch luôn. Bà con đi ngang chợ là nhìn vô là thấy liền. Nằm bên phía tay phải. Rồi, rồi em cảm ơn anh nhiều. Dạ dạ. Hiện tại thì mình đang đi vào bên phía tay trái của chợ. Dạ. Em quay mùa dịch ngoài coi cái chợ mình bán được không á. Anh chị. Dạ. Giờ này em thấy cũng vắng khách quá ha. Ai đều đi chợ. Dạ hả? Dạ quay chợ mình đó cô để coi cái mùa dịch đây bà con bán
Dạ bán coi tình hình dịch bệnh bà con bán buôn sao. Mà ăn vô đây các em thấy chợ sao hơi vắng quá à. Ừ, chợ vắng que không về. Dạ, vậy hả? Còn cháu không? Dạ. Còn kem tôi cháu nữa. Mùa dịch chắc mình bán không bằng hồi lần hả cô? Bán chậm hơn. Dạ. Thường là ở chợ mình đông là lúc mấy giờ, cỡ khoảng mấy giờ cô? Cỡ sau mấy 7 giờ là đông, chợ chắc này là muốn tan à. Dạ. Cái mùi nó hơi hơi giống nhau không? Ừ, nó vậy thôi chứ. Rồi quen nhỏ đó rồi, ẩn quen tôi. Dạ. Yeah. Mùi nó tự tự với nhau không à? Ừ. Không có mùi men hả? Nó vậy đó chứ. Rồi con chúc cô mua mai bán đất rồi. Rồi cảm ơn luôn. Dạ. Chắc dạ. Cô bán bún chay hả cô? Trời ơi, sáng chạy vô hơi trễ. Gọi một cái đi lại quay qua sớm sớm nha. Cấp này là mồ hôi, mồ hám gì đổ ra trơn rồi. Tại chạy vô trễ mà chạy cái đầu ngoài á. Thấy sao bà con thấy chợ nó buồn quá à, vắng tanh à. Ở trước không có ai cho em cút trong này không à. Dạ, vậy hả? Ừ. Dạ. Cô bán bún. Cô bán bún hả cô? Ừ, bán bún. Dạ. Giờ này là hết rồi hả? Giờ này hết rồi đó, ban chợ rồi đó. Dạ. Dạ em chưa ăn sáng chị ơi. Dạ. Rồi rồi rồi. Chị làm em tô đi. Dạ. Dạ. Hủ tiếu đi chị ơi. Đi hai bọc cái gì? Mùa dịch mình bán được không chị xinh đẹp? Hồi lần bán được, bây giờ bán đắt đổi qua ngày vậy thôi. Cái kênh này kênh gì? Dạ cái kênh của em Long Xuyên TV á. Long Xuyên TV phải không? Dạ có. Dạ. Không có vài bữa nữa chị hả bắt. Tại em về em còn làm video lại. Trời ơi tôi mà trời phải đưa tôi lên đầu tiên nghe không? Rồi em quay cho kỹ đi. Dạ dạ em đưa chị lên đầu tiên. Hồi nãy em chạy ở ngoài á, em đậu xe ở ngoài. Dạ, cái em thấy thấy sâu buồn quá à. Dạ. Dạ. Cái gì vậy? Bún tiếu bánh canh nuôi của gì vậy? Bún chả giò. Mẹ ơi. Dịch này bán ế ẩm lắm, bán đắt đổi qua ngày à, chứ đâu có được như hồi lần. Dạ. Hồi lần nữa bán được. Dạ. Lắm. Em đi mấy cái chợ khác á thì mình thấy ai cũng nói giống như gan như chị vậy. Đúng rồi, hồi đó không có dịch thì bán được bánh đâu. Bây giờ có dịch bệnh á, người ta không có tiền. Dạ. Người ta cũng hạn chế ăn uống đồ đại nữa. Ta chỉ dạ. Xài tiền những gì thiết yếu thôi. Dạ. Ăn sáng này là đồ ăn giặt. Ăn sáng là nói chung là cũng cần thiết lắm á. Quan trọng mà. Mình thì đối với mình biết thì nó quan trọng, còn người ta biết đâu sao là quan trọng á. Dạ. Người ta nói ăn rồi thì mình có người ta ăn cơm, người ta nghĩ gì đó. Dạ. Mấy hồi sáng đi ngang qua thấy sao mà chợ đi nhiều quá, không có ai chơi. Phải sáng đi vô trong này là được rồi. Sáng ở trong này quá trời người ta luôn. Nó giống cái chuyện. Dạ. Có bao nhiêu đây nè? Chưa có ai về hết. Mùa dịch mình bán được không cô? Quá ế rồi em ơi. Dạ hả? Hồi nãy em chạy vô em thấy đằng khúc trước á vắng tanh nè. Thấy ủa trời sao thấy buồn quá
Rồi đi vô cũng sau này thấy bà con cũng cũng còn. Anh nhìn thấy không? Còn nguyên đống con bí nè, màu mướt gì em nhìn xem. Xin tài trợ gì mà gan dữ vậy? Bà con bán đây thấy cũng vui quá. Mình bán được không con? Bán cũng gai gai vậy, thương ai chứ bán cũng không tương đắc gì mấy. Dạ. Dạ, thôi con chúc hai cô mùa mai bán đắt. Dạ. Chào chú. Dạ, dạ. Quay gần gần cho thấy tâm bự hả? $10,000 cưng ơi. Dịch bệnh này rồi mình bán được không á? Trời, bán chậm, bán đủ sống hàng ngày thôi chứ. Chứ không bằng hồi lần ha. Ờ, chứ không bằng hồi lần. Cái tình hình chung chú ơi, nói chung dạ khách lắm luôn, ít con ta đi chợ lắm. Con đi mấy cái chợ khác á, con thấy cũng y gan vậy, tình hình chung ở đâu cũng vậy chứ chú ơi. Như chợ nào cũng vậy chứ, như mà người ta chung là ta không dám đi đông á. Dạ. Lai gai không có tập trung giờ cao điểm ha. Dạ. Chứ đi đông quá ta sợ đông cũng không dám đi. Dạ. Nãy chạy đầu ngoài á, thấy chợ sao vắng quá. Chạy vô đây thấy cơ bộ bà con cũng chủ yếu ở trong này thì đông hơn ngoài trước. Ờ, trước gì nó hơi vắng hơn. Trong này tại vì nhóm vô đây nhóm đây không à. Cũng yeah. Cáo gì nhóm trên đó gì cá dưới này nhóm đây gào gắt cũng xuống đây chứ. Dạ. Yeah. Rồi như, bán từ hồi hôm lễ 30 tháng 4 đó giờ là trở về đây bán nó chậm gì. Dạ. Yeah. Từ 30 trở về lên nó bán nó được chứ. Dạ. Rồi con chúc chú dồi dào sức khỏe mua mai bán đắt. Dạ. Rồi cảm ơn nhiều. Dạ. Vậy cá lóc chơi. Mùa dịch mình bán buôn đồ chắc thấy chậm. Cũng chậm hơn lúc trước hả chị? Dạ. Chậm hơn. Dạ. Ai cũng vậy chứ, anh đi hỏi thấy ai cũng vậy chứ. Dạ. Ở trong chợ mình chắc em nghĩ chắc đồ đồng nhiều hả chị ha? Đồ đồng. Yeah. Chợ này đồ đồng nhiều. Chợ này trong này chợ đồ đồng nhiều. Tại chợ đây thì trong nói chung cũng trong trong đồng, trong quê. Rồi em chúc cho chị dồi dào sức khỏe, mua mai bán đắt. Yeah. Rồi cảm ơn chị nhiều. Trời. Chào lại cái chị ơi. Rồi rồi, dính rồi đó. Con ơi muốn chết luôn, muốn khóc. Trời ơi, hồi nãy á em chạy mới vừa chạy nghe vô chợ mình tính quay thôi. Em thấy đằng trước sao vắng tanh là trời, tao nói rồi sao gì đâu mà buồn hiu à. Tính thấy vô trong đây thấy bà con còn nhớ trong đây đông. 300 mà. Sung thấy thấy cũng sung người bán à, người người đi chợ cũng lai gai à con hả cô? Người đi chợ ít lắm. Dạ. Không, người bán không bây giờ người ta đi lai gai thôi chứ ta không tập trung cao điểm cái giờ cao điểm nữa. Dạ. Cô bán cá lóc đồng hả vậy? Cá lóc đồng có chê đồng không ạ? À, cá lóc đồng có chê đồng ha. Cua này cũng cua đồng phải không? Dạ. Dạ. Mình bán chắc cũng chậm hơn lúc trước hả cô? Đúng rồi, chậm lắm. Dạ.
con đi mấy cái chợ trước, mấy chợ khác con thấy người ta cũng bán cũng ai cũng nói chậm chân á, tại cái tình hình chung với cái tình hình dịch bệnh người ta hạn chế đi đi chỗ đông người. Người ta đi một ngày người ta ăn mấy ngày đó. Dạ đúng rồi đúng rồi. Rồi thôi con chúc cho cô dồi dào sức khỏe, mua mai bán đất. Cảm ơn nha. Dạ. Cô. Dạ con quay YouTube á chú. Bây giờ cái mùa dịch mà cô ơi, ở đâu cũng vậy chứ cô ơi. Bán nó ế quá trời ế hả? Ơi chết. Trời tôi đẹp cũng chết quay tôi chi trời. Trời ơi. Đẹp. Đây trước này cũng đẹp, ở đâu hai chị này bạc trơn. Quay dễ cho đẹp á. Dạ. Đẹp cũng chết. Đẹp cho trời mấy đẹp không biết vậy. Nghe bà cô thằng nó tiếng quý vị nó giật mình mấy thôi nha. Dạ. Bà con ở đây cũng vui quá. Dạ anh. Em quay em đăng lên YouTube của anh này. Dạ. Rồi cảm ơn anh. Dạ. Đây là quang cảnh phía sau chợ cá chợ Vĩnh Trạch. Ủa chợ gì cô? Ủa sao để bạn? Ủa là hằng ngày xưa là cái dồn hả? Bây giờ đổi thành Vĩnh Trạch. Dạ. Không tại thấy cái bảng để Vĩnh Trạch. Dạ. Dạ có ngoài Long Xuyên á cô ơi. Dạ. Không, cái chợ này bà con vui quá à, bởi vì mới vô đây. Sáng giờ có ai hát chưa? Chưa ai hát gì chân á. Để cô hát bản đi. Rồi cô hát bản đi. Hát bài gì cũng được chân á, mình cái bài gì mà mình thấy hay nhất là mình hát nè, mình hát hay nhất là ngày mình yêu nhau được không? Dạ rồi ngày mình yêu nhau nhất cô ơi. Nói chơi đó, hát hoài bà xui tôi cười chết luôn kìa. Dạ đâu bà xui đâu? Bà xui đâu có đây đâu, có bà cười chết chết quá. Trời ơi không có bà xui hả? Bây giờ không có bà xui thì hát cho mọi người đây cười đi, vui thôi. Rồi hát được rồi, quay YouTube hát rồi chú ơi. Ủa vậy hả? Ừ. Không mà được rồi là đâu phải con quay đâu. Đúng rồi, người khác. Bây giờ mình lên câu vòng cổ mà là mình hát câu khúc mà cô ơi cũng được đó. Khúc thôi. Ngày mình yêu nhau được không? Được. Ngày nào mình yêu nhau đi. Ngày mình yêu nhau, anh mơ dù cao, em đâu có gần. Ngày hai đứa quen nhau. Rồi, coi nhiêu được rồi. Rồi. Vui thôi mà. Rồi con chúc cô rồi dài sức khỏe, mua mai bán đất. Đẹp lắm sao? Buồn cái đất như là già nhất. Dạ. Ca rồi đợt này ca nữa. Trong đây mình thấy cũng sung sung hơn ngoài cái khúc đằng trước nha. Đằng trước thấy chạy ngang thấy chạy sao buồn hiếu à? Không, chỉ vô đây vui lắm chú ơi. Dạ, con thấy trong đây là thấy vui rồi nè. Dạ, trong đây vui lắm. Dạ. Sáng kìa, bữa nay người ta nghỉ bớt kìa. Mấy bữa kia người ta ngồi đây lầu vô chân nè, từ đây tới bên kia, Dạ. Chợ này bán đắt nhất nha. Dạ, chợ của mình là ngày xưa là kêu tên là cái dồn hả cô? Chợ cái dồn. Dạ. Bây giờ nó không biết còn dồn nữa mà Vĩnh Trạch. Dạ.
bà con ngay giờ bán cũng vui quá nè. À, phía sau không, nãy ba ca nãy ba ca có khúc rồi. Dạ. Dịch bệnh mình bán đỡ không cô? Bán cũng chậm quá chú ơi. Dạ. Ta đi chợ là ít. Dạ. Bây giờ bữa nay tôi cho nè, ngày mai tôi bán đắt thôi. Rồi, ok. À, con, cô bác nhớ vô đây ủng hộ tôi nghe. Rồi, chợ. Gà là 120 kg. Gà này, ờ, gà 120 kg. Rồi, dịch. Gà 100 ngàn con. Dịch 65 ngàn kg, rồi, gà 100 ngàn con. Rồi, gà này được 80 ngàn kg. À, gà này 80 ngàn kg, rồi. Con Mỹ coi thì vô ủng hộ tôi nghe. Rồi, bà con coi nhớ vô ủng hộ cô phía sau nhà lòng chợ Vĩnh Trạch. Rồi, tôi cao cho bà con nghe bản nha. Rồi, ok. Hay nhỏ vừa biết trước biết sau đi. Rồi, ok. Rồi, vô. Trời, bà Năm vậy chứ tôi nhiều người like lắm nha bà Năm. Dạ. Tình anh như nước con sông dài, con ước về cho cây trái châu bông. Tình em như lúa xanh trên đồng, cây lúa chờ ngày mùa đơm bông. Quá hay. Điều vui hai đứa hay vui đùa, em cánh cò anh chim sáo mồ côi. Mù xa dung đất chia đôi bờ, em bên là bờ anh bên lỡ mong chờ. Thương nghe câu mãi đẩy nhớ điệu lý tình tan, ngăn nghe cuộc chờ nhau khi mùa lúa chín sẽ đón đưa nhau. Em vẫn chờ anh nơi đây bên lỡ ngồi nhớ mong em có mong chờ. Coi như được. Rồi, cảm ơn cô nhiều. Ca hay quá. Rồi. Rồi, cảm ơn cô nhiều nha cô. Rồi. Đâu hết. Hello lại cái con dạ. À, dễ thương quá. Bao hết hả người đẹp? Quay hoài vậy? Rồi, hồi nãy bên kia hả? Bên kia được rồi. À, vậy hả? Dạ. Dạ, con quay đăng lên YouTube á cô ơi. Quay chơi à? Dạ. Bán đỡ, bán được không cô? Dạ vậy hả? Cô bán nước mía với mấy hột é rồi hả cô? Số nành hột é rồi ha. Trong đây bà con đi chợ thấy cũng sung quá ha. Ở trước thấy buồn hiu à? Dạ, ta đi lay gai không có đi tập trung hết cô. Dạ, em quay em đăng lên YouTube mà. Chị bán
trái cây rồi khoai này kia, củ tỏi ha này ha. Dạ, đợt trước chắc người khác quay á, đợt trước, đợt này là em mới quay à, em mới quay đầu tiên. Dạ. Táo, ủa táo, táo này táo gì vậy chị? Dạ. Dạ, táo trái bự là táo phân gan ha, táo này là táo của mình trồng đây. Dạ. Cái này là của nhà mình trồng luôn hay sao, hay là mình lấy của người khác chị? Dạ. Mùa dịch mình bán được không chị? Có hộp bị dịch ra chỉ thị 16 tháng 4 tháng. Nghỉ hết 4 tháng hả? Dạ, vậy hả? Mà mấy cái xã lân cận có được lãnh không? Cô này cô bán bông nè, cô chắc cài cài lên mấy cái thùng bê lên cài cài nhìn đẹp quá à. Bông đẹp quá cô. Dạ. Yeah. Bông này mình lấy đâu cô? Long Xuyên. Dạ. Yeah. Là mình lấy ở ngoài chợ Long Xuyên vô. Chợ lớn á. Dạ. Cô mùa dịch cô bán đỡ không? Cô bán được không? Mùa dịch chợ này không có cho bán bông. Trời tới nghỉ đâu cả nửa tháng mới bán lại. Dạ. Yeah. Cái thời điểm mà dịch bệnh cái chợ mình có phong tỏa có kêu bằng là có nghỉ không? Có nghỉ ngày nào không cô? Không, có bữa hổm mới gần đây cỡ 20 ngày nay là cái bà bán dưa hấu bên chợ Cầu Giấy á. Dạ. Yeah. Cái bà bị ép không con bả đi trên Bình Hòa về lây yeah. Cái ngồi bán cạnh bển á mà bị có như bả nghỉ mấy ngày rồi không có sao, rồi nghỉ rồi được có 3 ngày cho bán lại bình thường. Là có nghĩa là cái chợ mình luôn cũng có nghỉ 3 bữa đóng cửa không? Đóng. Dọn ra đường lộ bán. Dạ. Yeah. Thì có nghĩa là người ta không có cho vô chợ nữa. Dạ. Dạ. Yeah. Trước gần tháng 10 cũng yeah, như yeah. Bữa mùng 9 hay gì á, yeah, yeah. Mùng 9 gì của tháng 2 tháng 10 không á. Dạ. Bây giờ vô đây bán bình thường. Dạ. Yeah. Vẫn như chợ này giờ ai có bệnh đó thì nghỉ thôi chứ không có cho nghỉ luôn, tại giờ người ta chích thuốc đủ 2 mũi rồi. Yeah. Rồi con chúc cho cô giàu giàu sức khỏe và mua ai bán đắt. Dạ rồi con cảm ơn cô nhiều. Dạ dạ. À, được không chị xinh đẹp? Chị... Dạ. Đủ ăn là mừng rồi. Dạ, mỗi ăn. Chứ không có chưa. Dạ. Cái tiệm của mình thấy trưng bày sao thấy đẹp quá. Đẹp à. Dạ. Dạ. Lấy màu nào chị? Chị lấy màu xanh với màu vàng đi, hai màu đi. Xanh không có, chỉ có màu vàng với màu đỏ. Chị lấy chị vàng đỏ cũng được thôi, chị lấy màu vàng không đi, màu đỏ chị còn. Vàng không ha. Đỏ. Bạch không? Rồi chỗ này là có chú này chú bán mấy cái đồ ấm inox nè, chảo chống dính. Cái này mình bán chắc cái này mình bán mình chạy chợ hả chú? Dạ. Là mình chạy một tuần vậy mình chạy là mình bán 7 chợ luôn. Là một chợ ngàn chợ ngàn chợ ngày. Mình chia ra hay sao chú? Chia ra. Dạ. Là có nghĩa là mình đặt trước cái chợ đó rồi à. Là mình tới ngày đó thì mình bán hàng tuần luôn. Rồi cứ lên mình bán thôi. Dạ. Nghe chăng chỗ này đổ này điểm này vậy đó ha. Yeah. Mùa dịch rồi chú chạy chợ gì chú có nghỉ ngày nào không? Có đợt chỉ thị 16 mình có nghỉ. Dạ. Chỉ thị 16 nghỉ rồi hết chỉ thị 16 thì mình đi bán bình thường lại. Bình thường. Dạ. Yeah. Mà mùa dịch mình bán đỡ không chú, được không? Cũng chậm lắm, cũng lây ra. Dạ. Con thấy cái tình hình chung rồi chú ơi, con thấy ở đâu ai cũng vậy chân á. Đi quay mà cũng như hỏi ai không ai cũng nói chậm hết trơn á. Chậm. Dạ. Dạ. Chú bán đồ đầy đủ hết trơn à.
bàn chải trà chân à. Không phải, cái này con cái kênh con là Long Xuyên TV á chú ơi. Dạ con mới quay mấy video à. Kéo vào. Đấy Lữ Lam này. Lữ Lam không? Đó, chú trưng bày ra nhìn thấy cũng đẹp quá chú ha. Trưng bày ra gì nè, người ta thấy người ta dễ mua. Rồi con cảm ơn chú. Chúc chú dồi dào sức khỏe, mua may bán đắt. Rồi, chúc bình an. Dạ rồi, cảm ơn chú ơi. Rồi. Mình bán gì hả chị? Bán bánh tằm, bánh xào. Bánh tằm, bánh xào hả? À, dạ. Nước mía. Rồi, nước mía bên đây, trà đường đó ha. Bữa nào ăn ủng hộ nha. Dạ. Bánh tằm tét đàng hoàng đó. Dạ. Bánh đồng đó. Dạ. Ở đây đa phần mình thấy bán đồ đồng không à? Hai. Dạ. Hai. Bữa nay mình bán hết hả chị? Hết rồi. Dạ. Sớm giờ. Sớm giờ. Tại nãy em vô cũng hơi trễ. Vô thấy chạy ngoài sao thấy ổ trời sao vắng tanh nè à? Nói rồi chắc chị Năm ơi. Dạ, tưởng nó chùa Bà Đanh đúng rồi đó, tưởng nó chùa Bà Đanh. Em tin chùa Bà Đanh đó. Mình đi vô đây cái mình thấy cũng hơi sung sung, bà con cũng hơi sung sung. Dạ. Dạ. Tại sao em chạy vậy ta nghĩ đâu cho chứ trời gian lắm. Quay gì nữa? Dạ. Hay về đâu hay sao? Dạ, con quay cũng đăng lên trên YouTube á. Trời ơi, tưởng đâu gửi bên Mỹ làm tết thì ở đó không cho tiền đồ kia xài cái đó. Ai ra kỹ hết em chú quay cái này. Dạ, quay dạ. Dạ, con quay đăng lên YouTube không à. Dạ. 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 Cảnh quê vậy mà. Dạ, quay mấy cái chợ miền quê, miền Tây, Nam Bộ của mình đó chị. Coi bà con buôn bán này kia cái mùa dịch nó như thế nào, làm sao thôi. Bữa nay chợ bán đắt. Dạ, yeah, bữa nay là chợ nó đắt hơn là mấy bữa trước, à, đúng không? Đúng rồi. Dạ. Ấy với thằng dịch ta hạn chế chợ nó chạy sớm mà giờ này ta chợ về hết rồi. Dạ. Đang chợ rồi. Đang chợ rồi. Dạ. Sớm tí. Sớm thì anh đang quay lần này đó. Không, con mới quay lần đầu tiên à. Chắc cái người khác á. Dạ. Phải là đúng rồi, mà nó người khác. Dạ. Đúng rồi, quay lại trong bông điên nghĩa. À, ta nhớ quê hương. Đã nhớ mà. Dạ, đúng rồi, nói cô nó đúng rồi đó. Dạ, đúng rồi. Quay cho ta về bán ta coi. Dạ. Rồi, em chúc chị với mấy cô này là dồi dào sức khỏe, mua mai bán đắt. Dạ, cảm ơn chị với mấy cô nhiều. Dạ, dạ. Bán đắt quá trời, bán hết trơn luôn rồi. Trời ơi, chị gái này bán đắt quá, bán hết trơn rồi nè. Ủa, chị bán gì? Dạ, vậy hả? Rồi bánh tằm bún xào. Dạ. Mùa dịch mà mình bán gì là im lắm á. Đúng không? Bán lại gai nơi mà bữa nay thứ 7 chủ nhật là bán đồ tươi hàng ngày. Dạ. Còn như thứ 2 là mình bán hơi chậm hơn. Dạ. Phương ở đây nè, đứng lên nè chân đây. Có gì đâu? Mình bán ở đây rồi, nhà mình gần đây không? Nhà chừng cây số. Đoạn cây số gần là quá gần rồi. Dạ. Bán hết trơn bánh sớm quá nè. Giờ này dạ. Có người già sớm. Giờ này mới vô quay là vô dắt sáng đi. Cái còn đồ chắc hai con bàn luôn. Từ đây qua kia luôn. Dạ dạ dạ. Nếu mà có dịp á, vô quay á, em sẽ vô sớm. Tại nhiều khi cái vô sớm quá thì cái bà con cũng bán lu bu á. Rồi mình quay á, nó cũng chạy quay người ta mua luôn. Dạ. Người ta bắt lên ta coi luôn. Ta thấy số thì mình quay lại. Dạ. Rồi em cảm ơn chị nhiều, chúc chị dồi dào sức khỏe. Lúc bữa nào cũng mua hay bán đắt giống như ngang như bữa nay. Dạ. Cầu mong được như là anh nói luôn nha. Rồi cảm ơn rồi, chị. Đi về bắt lên cây rồi. Rồi hôm nay mình xin tạm dừng video tại đây. Chúc mọi người có một ngày mới an lành.